chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây: đảm bảo quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách năm 2018; Homestay Đà Lạt được và chưa được; quy định chính sách mới đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non; Mỹ đánh giá cao mức độ an ninh, an toàn của Việt Nam; sức sống mới từ công trình nông thôn mới ở Đam Rồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 11 tháng 1, tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương đã tham dự. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017, việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương về xây dựng củng cố khu vực phòng thủ, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch hoạt động nhằm xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã tham mưu và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và ba huyện Bảo Lâm, Đạo Oai, Cát Tiên. Chỉ đạo các đơn vị diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 33 xã, phường, thị trấn đạt 100% kế hoạch và đạt 42,8% so với nhiệm kỳ. Các hoạt động khác trong xây dựng khu vực phòng thủ như xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế cũng được quan tâm. Đặc biệt về xây dựng lực lượng, hiện nay bộ đội địa phương đạt 117,7% so với biên chế, tăng 4,1% so với năm 2016. Dân quân tự vệ đạt 1,67% so với dân số, tăng 0,23% so với năm 2016 và đạt 100% chỉ tiêu. Quân nhân dự bị đạt 98,18%. Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2017, giao cho 1.001 chiến sĩ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, đảng viên nhập ngũ đạt 5,3%. Trong năm, có 611 hồ sơ đăng ký thi tuyển vào các trường quân đội, có 131 thí sinh trúng tuyển, đạt 21,44%, tăng 5,9% so với năm 2016. Các nhiệm vụ quản lý, đất quốc phòng, ngân sách đảm bảo cho công tác quốc phòng địa phương, xây dựng cơ bản, đảm bảo xăng dầu, công tác thanh tra, kiểm tra được đảm bảo. Về kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp phát huy tốt chức năng phối hợp liên ngành tham mưu, tư vấn cho cấp ủy chính quyền các cấp về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Kết quả giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên năm 2017 đã được tổ chức tại 8 trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh cho trên 3.000 sinh viên. 58 trường trung học phổ thông đã và đang tổ chức môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 43.000 học sinh. Có 41 trường tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho trên 1.600 học sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Tại trường chính trị tỉnh, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được lồng ghép vào chương trình giảng dạy cho 22 lớp với trên 1.600 cán bộ trung cao cấp lý luận chính trị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh được phổ biến đến đông đảo nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng, đạt được một số kết quả khả quan. Đó là xây dựng khu vực phòng thủ ở các địa phương có chiều sâu và ngày càng vững chắc, tổ chức diễn tập phòng thủ đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang
ngày càng có hiệu quả. Nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đạt được kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế ổn định. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Trong triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nội dung quan trọng để xây dựng nền quốc phòng địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ngày một phát triển vững chắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cần khẩn trương rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những tồn tại, những hạn chế trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017. Thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, cần chủ động cảnh giác đấu tranh ngăn ngừa làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch, đồng thời phòng chống có hiệu quả tự diễn biến, tự chuyển hóa trong hệ thống chính trị và nhân dân gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo những điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển về kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đối với nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, các tổ chức trong việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Theo đó, thì cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh chúng ta phải phấn đấu đạt 95% trở lên. Tiếp tục thực hiện quyết định số 13 ngày 1 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cũng như đề án số 923 ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về bảo đảm quốc phòng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, và kế hoạch số 55 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo đúng lộ trình, tạo sức mạnh toàn diện, đủ sức ngăn ngừa, đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương chú trọng tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác động viên và tổ chức nhân dân, tạo thành phong trào quần chúng tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, nông thôn mới, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, nhất là việc tổ chức xây dựng, đảm bảo hoạt động tác chiến và huấn luyện diễn tập phòng thủ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị địa phương sát với thực tế. Dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng. Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 11 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 13 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 13 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương và bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân. Sáng nay, 11 tháng 1, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế tiếp tục gặp phải một số khó khăn, nhưng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với tổng thu trên 6.446 tỷ đồng, đạt 120% dự toán trung ương, 111% dự toán địa phương và bằng 119% so với năm 2016. Trong đó, tổng thu thuế phí là gần 4.000 tỷ đồng, đạt 103% dự toán địa phương, bằng 111% so với năm 2016. Năm 2017 là năm mà Lâm Đồng thực hiện số thu từ thuế phí có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, với 4 lĩnh vực đạt và vượt cao so với dự toán, bao gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương trên 910 tỷ đồng, đạt 116%, thuế thu nhập cá nhân gần 565 tỷ đồng, đạt 127%, thuế bảo vệ môi trường trên 330 tỷ, đạt 11%, thu phí trước bạ gần 367 tỷ, đạt 122%. Ngoài thuế phí, trong năm qua, tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện số thu từ đất nhà trên 1.000 tỷ đồng, đạt 156%. Thu từ sổ số kiến thiết trên 602 tỷ, đạt 110%. Tài chính thu 314 tỷ,
và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 460 tỷ, đạt 124%. Trong năm 2017, tất cả 12 trên 12 địa phương đều hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao. Các địa phương thuộc cụm 1 có dự toán thu cao như thành phố Đà Lạt đạt 131%, thành phố Bảo Lộc đạt 120%, huyện Đức Trọng 109%. Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 6.374 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 6.750 tỷ đồng, trong đó thuế phí là 4.435 tỷ. Để thực hiện vượt 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên đề nghị ngành thuế cùng các ngành chức năng, các địa phương bám sát phương châm 10 chữ vàng, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung khắc phục tình trạng nợ đồng thuế, chống thất thu, đặc biệt là đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hậu kiểm đối với các doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ, theo thông báo của Cục Thống kê, phối hợp đẩy mạnh thu từ lĩnh vực đất, khai thác khoáng sản, tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng thời chú trọng công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Dịp này, một cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cục thuế tỉnh Lâm Đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và 3 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua nước rút năm 2017. Chiều nay, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã đến dự. Trong năm qua, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ, chú trọng các sản phẩm dịch vụ lõi về bưu chính chuyển phát, tài chính bưu điện và phân phối truyền thông, chú trọng phát triển thị phần các dịch vụ bưu chính hiện có. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn mở rộng các dịch vụ mới, phát triển sâu rộng thị trường tiềm năng, làm tốt công tác truyền thông cũng như chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn, qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2017 đạt trên 200 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kỳ. Năng suất lao động đạt 328 triệu đồng một người một năm, tăng 20% so với cùng kỳ. Về doanh thu, các lĩnh vực như dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt gần 60 tỷ đồng, doanh thu về tài chính bưu chính đạt gần 49 tỷ đồng. Về công tác xây dựng đảng, Bưu điện tỉnh hiện có 114 đảng viên. Trong năm 2017, Đảng bộ đã chú trọng quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng, thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đạt tổng doanh thu 275 tỷ đồng, doanh thu lương đạt 122 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 7 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên đánh giá cao những kết quả mà Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong những năm qua, khẳng định những thành tích của ngành sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2018, Bưu điện tỉnh cần chú trọng đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo tốt chất lượng các dịch vụ, nâng cao hoạt động của hệ thống bưu điện văn hóa xã, tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực mạng lưới và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua trong sản xuất do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động. Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: phát triển homestay Đà Lạt và những vấn đề đặt ra. Đà Lạt xử lý xe khách xe buýt. Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công tác hội phong trào nông dân. Năm qua cùng với dân nên mặt dân trong nông nghiệp và tiếp tục được cải tích cực tuyên truyền xây dựng củng cố hơn 500 người. Đồng thời đẩy mạnh Lâm Đồng luôn 65.000 sản xuất kinh doanh hộ khó khăn phát triển vân vân. Nông dân cho vay gần 33 ngân hàng gần. Ngoài ra còn hỗ trợ khoa học kỹ thuật tìm đầu ra cho dân.
tham gia xây dựng nông thôn mới và đất 31 tỷ đồng sửa làm mới 200 nông nào tham gia công tác xã hội hoàn thiện các cơ chế thôn tham gia và khối tiết dân tộc hội nông dân Lâm Đồng mục tiêu truyền phổ biến 9.000 hội viên mới, 85% cơ sở hội vững mạnh, 60% nông hộ đăng ký sản xuất và giỏi. Với tạo ra một sản phẩm riêng cho du lịch Đà Nẵng, 5 cơ sở kinh doanh từ homestay với túi tiền tụi em ở chung phòng với đầu hình thành với tốc độ mình. Cũng tại CES 2018, hãng LG Electronics thông báo đang phát triển một nền tảng công nghệ cho phép các ứng dụng của nó và các sản phẩm của hãng như TV, xe hơi, điều hòa và các loại thiết bị điện tử khác sử dụng hàng ngày có thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng và đối tác. Trong khi đó, các hãng công nghệ khác cũng mang tới các thiết bị hiện đại như các thiết bị bay không người lái, các robot lau dọn vệ sinh, các loại TV thông minh thế hệ mới. Triển lãm CES do Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng Mỹ sở hữu và tổ chức thường niên vào đầu tháng 1 tại thành phố Las Vegas từ cách đây 51 năm. Đam Rông huy động sức dân thực hiện xây dựng các công trình nông thôn mới là thông tin cuối của bản tin thời sự. Đam Rông là huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng còn khó khăn. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới, tạo diện mạo mới trong vùng. Nhất là kể từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đam Rông đã vận dụng cách làm mới, có tính thực tiễn cao, đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuyến đường bê tông khang trang ở thôn 5, xã Roman, huyện Đam Rông mới hoàn thành đã tạo sự thay đổi lớn bộ mặt nông thôn. Không hẳn nhiên ở một thôn khó khăn nhất của huyện lại làm được con đường này. Đó là nhờ công tác vận động tuyên truyền của cấp ủy chính quyền cơ sở, đồng thời phát huy dân chủ nên người dân ý thức cao hiến đất góp công làm công trình. Công tác vận động của cấp ủy đảng, chính quyền từ cấp trên xuống cơ sở thì công tác vận động cũng rất là tốt. Từ đó bà con cũng đã tự nguyện hiến đất. Chương trình nông thôn mới ở Đam Rông đến nay đã có sức lan tỏa trong nếp nghĩ cách làm của bà con nơi đây. Không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, trong 19 tiêu chí phát triển sản xuất là vấn đề luôn được địa phương quan tâm. Vì vậy, từ sự hỗ trợ của nhà nước về vốn giống cùng với tư duy sản xuất mới, nên đời sống của bà con thay đổi rõ nét. Qua những cái đợt tập huấn của cái khuyến nông huyện, thì đó là một cái kiến thức đưa cho bà con là người sản xuất, một kiến thức có thể áp dụng từng bước một, bà con làm tới bây giờ thì thấy hiệu quả. Chúng tôi sẽ tuyên truyền rất là giữa nhà nước và nhân dân. Đây là cái về cái tuyên truyền cho người dân hiểu cái là về cái xây dựng nông thôn mới là cái quyền lợi của người dân và đây cũng là một cái trách nhiệm của người dân. Cho nên cái là mọi người dân ở đây đều ủng hộ. Năm 2017, huyện Đam Rông đầu tư trên 380 tỷ đồng xây dựng chương trình nông thôn mới. Trong đó nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng, tham gia trên 700 ngày công lao động, tự nguyện hiến hơn 37.000 mét vuông đất, chặt bỏ trên 2.700 cây cà phê, 6.500 mét vuông đất lúa bắp để xây dựng hạ tầng nông thôn và đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài xã Đạ Rờ San đạt 19 trên 19 tiêu chí, đến nay 7 xã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí nông thôn mới. Một trong những cách làm được Đam Rông quan tâm đó là tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy người đứng đầu để thực hiện. Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn và quan trọng để cùng với đó để thoát nghèo. Do đó là huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy hàng năm đưa vào nghị quyết những vấn đề mà lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc trong toàn đảng bộ lãnh đạo trực tiếp cái việc xây dựng nông thôn mới, đề cao cái vai trò của đảng viên trong việc xây dựng nông thôn mới, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đi đầu trong phát triển kinh tế, đi đầu trong cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Đến với Đầm Rồng hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của miền quê nghèo khó ngày nào. Niềm vui mà người dân có được hiện rõ trên những công trình, các mô hình phát triển kinh tế. Cái đích cuối cùng của nông thôn mới ở một huyện nghèo đã dần hiện rõ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bây giờ chỉ còn 27%, giảm 50% so với năm 2004. Cuộc sống của người dân huyện nghèo hôm nay đã có một đời sống khác. Ở đó, mỗi người dân đều cảm nhận được sự yên vui, hài lòng trong cuộc sống và lao động. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn có biết ai là bạn đồng hành cùng mình không? Đó là nắng và gió. Vì mình đã có xanh siêu mềm mượt diệu kỳ mới với dầu hoa trà mi và công nghệ khóa ẩm cho mái tóc mềm mượt suốt ngày dài, chẳng ngại nắng gió. Xanh siêu mới. Hương thơm phương nhẹ trên áo quần, mẹ ôm con ngày thơm mát hơn, rồi con ôm bà ngoại thương yêu, vui ngày Tết ngoại ôm hai nhiều. Hương xuân thơm dài, cùng ôm nhau lạc quan khắp nơi, ngàn hương thơm bên lưng bay xa, thơm ngây ngất cùng ôm thật nhiều. Cơm phò thơm mát ngất ngây, đầy hương Tết. Mua một lốc sữa cô gái Hà Lan xin 20 cộng, tặng ngay một bộ lắp ráp con giáp 3D thật vui nhộn. Sưu tập trọn bộ 12 con giáp vui xuân cùng cô gái Hà Lan. Có cô gái Hà Lan Tết.